gió rét như này, việc gì đi đâu hả em ơi? Click xem đêm ngày bao chuyện hương vị của game show. Bạn đang cần giải trí, okay. Không màu mè hoang mê. Uh-huh. Game show TV mang tới phong cách hài hước rất thú vị. Chuyện kể từ nhà ra ngõ, chuyện bé cho tới chuyện nhỏ. Dù kể cả chuyện mấy anh mình liền cùng nhau chém gió. Chém xong như like, nhớ subscribe, right. Chú xí anh ạ. Bây giờ thế này, tao đừng mày, mày đừng mày, nhá. Ừ. Trong nhà này thứ gì quý nhất? Tivi. Không phải. Máy tính. Không phải. Ô tô. Mày biết mà, cũng không được mày. Trong nhà két sắt là thứ quý giá nhất, hiểu chưa? Bây giờ thế này. Em lấy được rồi. Cassette. Anh mà tiến thêm một bước nữa thôi, tôi sẽ bắn nát sọ con này. Ông mà manh động tôi xiên lòi kỹ con này ngay. Các cậu cứ bình tĩnh, khu vực này chúng tôi đã bao vây hết rồi. Các cậu hãy hợp tác với chúng tôi, các cậu sẽ được hưởng sự khoan hồng pháp luật. Được rồi, chúng tôi không cần hưởng sự khoan hồng. Vậy bây giờ các anh ấy cần gì, chúng tôi sẽ đáp ứng. Đi một, chung. Bây giờ súng của bọn tao hết đạn rồi, mang cho bọn tao một băng đạn. Một gói xôi gà nữa. Trời ơi. Hai gói. Anh ơi, anh cho em hưởng khoan hồng nha. Đi lên vừa. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Anh em mình đã đột nhập vào nhà của nam tài tử Thanh Long. Nhà nó giàu lắm, kiểu gì cũng có cái để lấy. Lát nữa xông vào phòng khớp người nhà nó cho dễ bề hoạt động. Đúng rồi. Nghe quả mới. Tôi biết tao làm gì. Sao? À quên. Sao đại ca cứ ăn ổi vỏ vỏ, đại ca cứ bảo em bình thường người ăn ổi thì nó để cả vỏ cơ. Ừ, đúng chưa? Xong rồi á? Thế mày lấy được cái gì?
Ôm điện thoại cầu quên. Chị phải gần à? Tại sao bao nhiêu thứ mày không lấy, mày vào đây mày lấy một ốp tôi là như nào? Cách đấy là gì? Điện thoại này đầy, anh thích em chạy ra ngoài đường hay móc cho anh một lúc 5 cái. Cái này bán đầy ngoài đường đấy. Anh nhầm, cái này chỉ có bọn Nhật Cường mới có thôi. Như thế này. Đi ra đây. Đi. Ôi giời. Hay thế, mẹ, cho tao chơi với. Này. Một lúc thôi. Xin chào các bạn, mình tên là Trung Chuổi, còn mình là Minh Tít. Anh Minh Tít, đại ca Minh Tít. Hôm nay chúng mình đến ăn trộm. Chúng mình đến đây chơi, chơi với cả bạn Viên. Đúng rồi. Đây đây đây, gắn vào đây. Yên đi em cắn. Rồi. Gì thế đại ca ơi, chúng nó đuổi sắp đến nơi rồi, đi đại ca ơi. Hình như là tao bị thương rồi hay sao ấy. Lúc nãy nhảy từ trên tầng thượng Cang Nam xuống, bây giờ gãy xương rồi. À, đại ca đâu ở đây à? Ui, thế này là gãy xương đùi rồi. Đại ca ơi, gãy xương đùi thì phải tìm cái gì mẹ cơ. Ở đây không có cái gì mẹ cho đại ca cả. Trùng rồi. Dạ. Bây giờ mày phải nghe tao. Mày cầm cái lồng chim quý này, chạy trước đi, nhớ bảo trọng, tao sẽ ở lại chặn đường chúng nó nhá. Đi. Không, em không bỏ lại ca đâu. Anh em mình đã thề với nhau, sống cùng sống, chết cùng chết. Bây giờ đại ca bảo em đi trước thì em đi làm sao được. À, em có cách rồi đại ca. Ở đây không có nẹt, em phải nẹt tạm đại ca vào đây. Đại ca chịu khó nha, để em đi gọi người về sơ cứu. Này, chứ bây giờ những dân làng đuổi kịp thì làm sao? Chứ bây giờ biết làm thế nào, bây giờ cứu người là trên hết chứ. Thôi đại ca ở đấy. Này, chộp. Về đây. Em quên mất, bây giờ mình phải cầm cái lồng chim này mình cất đi. Chứ không bây giờ mình anh để ở đây, anh bị buộc cái này rồi, anh có bảo quản được lồng chim đâu. Mày nói bé thôi, quay lại bây giờ. Quay lại làm sao được anh. Các anh ạ, các anh cho hỏi cái lồng chim này của ai ạ? Của anh. Vâng, em trao trả lại cho anh. Các anh phải để ý hộ em, là các anh chơi chim là các anh phải biết bảo quản lồng. Chứ anh để nó ăn trộm như này là không được. Em nhìn là em biết cái mặt thằng ôn này là ăn trộm cái này. Là ăn trộm cái này, em cực kỳ ghét ăn trộm, các anh hiểu không? Em bắt nó lại đây rồi. Lồng chim em gửi lại các anh, bây giờ các anh làm gì nó làm nhá. À, chú đúng là người tốt. Dạ không anh có gì đâu. Vâng, không có gì đâu ạ. Làm việc tốt là coi như bắt cướp là nghề của em rồi. Anh chào các anh nhá. Vâng. Để hôm nay ta nhận ra đây tay không đợi cứu ta. Thế nào? Ông có cảm thấy hài lòng với bức tranh này không? Chúng tôi đã phải lặn lội sang tận Paris, thủ đô của nước Đức, vượt qua biết bao nhiêu nguy hiểm, khó khăn, thử thách để mang về bức tranh này. Tôi hy vọng là ông sẽ không thất vọng. Suốt hơn 80 năm sống trên cuộc đời này, tôi đã chờ đợi tác phẩm này từ rất lâu. Tôi ngày đêm mong ngóng được sở hữu nó. Tuy nhiên, cái giá công đưa ra quá cao. Tôi chỉ có thể trả một nửa giá. 500.000 đô, không hơn, không kém một xu. Ông nghĩ là 500.000 đô của ông
có thể đổi được tính mạng của hai siêu đạo trích này sao? Các ông tự định giá mình quá cao đấy. Trung rồi. Dạ. Ý mày thế nào? Dạ, tiền nào thì của nấy. Em có cách rồi, đại ca cứ bán đi. Được, tao tin tưởng mày. Tôi hy vọng là sẽ tiếp tục được hợp tác với ông trong những phi vụ sau. Tốt thôi, miễn là các cậu còn sống đến ngày đó. À, xong rồi đại ca ơi. Mà nửa tiền thì mua nửa tranh. Hả? Năm cuộc đời tôi. Hay là thích lấy vật này. Opa. Thế nào? Ông có cảm thấy hài lòng với bức tranh này không? Tiền lại sao ở đây? Bức tranh như thế này mà giá như vậy sao? Ta không mua đâu. Ông hãy nhìn kỹ lại đi. Tuy là bức tranh này không còn nguyên vẹn, nhưng nó mang giá trị lịch sử vô cùng to lớn. Ông cứ suy nghĩ, cơ hội không quay lại lần nữa đâu. Đây đại ca. Mời các bạn đón đọc báo Công an Nhân dân, báo An ninh Thủ đô, báo An ninh Thế giới, báo Thể thao. Sao ạ? Sao mày lại lấy cái xe này? Xe này hay mà. Nó có cái đầu đĩa này, mình rút cái băng của nó ra, mình đút băng chế linh vào. Thành phố nào nhớ không em? Ê, thôi. Ngoài kia bao nhiêu xe đẹp mày không lấy mà mày cứ chọn cái xe này là nào? Nhưng mà lấy cái xe nào nó dễ hơn. Với cả nhá, nó có mấy cái đồ này mình về mình bán cũng được tiền đấy. Này, em bảo. Em lừa cái bà bán cái đồ này, bà ấy đi uống trà đá rồi. Bây giờ đại ca dắt nó đi nhá, để em chạy ra em nghi binh bà ấy nhá. Đánh mới làm nào nữa. Đúng rồi, gặp phải đúng là ngu. Đứng lại. Anh ơi, em không ăn trộm ăn cắp gì đâu ạ. Tôi có bảo anh ăn trộm ăn cắp gì đâu. Đây là khu vực cấm bán hàng rong. Mời anh lên phường nộp phạt. Dạ, nộp phạt ạ. Anh Linh ơi. Cho anh tờ báo Hoa Học Trò đây. Mày bán thôi. Anh mua cho tờ báo nhá. Này, Trúc. Đứng lại. Trúc ơi, Trúc. Lên phường nộp phạt. Anh ơi, em xin anh. Tao đã khảo sát kỹ tòa nhà này rồi. Chỉ có hai lối ra vào. Đó là cổng thang máy của tầng 1. Lát nữa sau khi hành động xong, tao với mày sẽ chạy ra đây cùng nhau thoát, được chưa? Vâng. Hay không đi. Cái anh bị đằng trên thế nào? Đơn giản. Tao 8, mày 2. Anh điên à? Anh nên nhớ là chìa khóa em vẫn cầm nhá. Chỉ không biết căn nào. Mà đi rửa mặt với tao. Đưa chìa khóa đây, tao làm người. Đưa đây. Đi chú quá em.
nuốt rồi. Dẫn tới kho báu của ngôi nhà này. Nhiệm vụ của anh em mình bây giờ ấy, là sẽ phải tìm ra con đường bí mật đấy. Ê, đừng có nuốt. Bình thường em xem ở trong phim ấy, là mấy con đường bí mật nó hay nằm sau ở một bức tranh khổng lồ. Này, bức tranh khổng lồ này. Mày dễ quá đấy đi. Này, hả? Anh đưa cho em chìa khóa thì phải tìm ổ khóa chứ, anh tìm lấy làm gì? Khôn quá nhỉ. Em đã tìm chưa? Chưa. Nhưng mà nếu mà em tìm được thì anh chia như nào? Đừng nói với ta là mình định rửa mặt nhé. Em không rửa mặt đâu. Anh chỉ nói anh chia như nào đây. Thôi được rồi. 50-50. 50-50 là như nào? Tức là tao chỉ được có 8 thôi, còn mày được những 2 cơ. Thật nhá. Thật. Hứa đi. Hứa. Đây rồi. Cảm ơn mọi người đã đến với phiên đấu giá của anh em Tiếp Chuột chúng tôi ngày hôm nay. Sản phẩm của chúng ta hôm nay là gì? Đó chính là một lọ hoa cổ để lại từ thời Ba Chưởng Triển Chiêu và Công Tôn Sách. Đây, mọi người có thể quan sát. Đây là chính là lọ hoa. Chúng tôi sẽ đưa ra giá khởi điểm là 1 triệu đồng. Mọi người cùng nhau đấu giá đi ạ. Nào, xin mời. 3 triệu đồng. 3 triệu. Nào, có ai hơn không ạ? Tiếp 10 triệu. 10 triệu rồi. Nào, bao nhiêu nữa? 20 triệu. Có ai hơn? Trường Tiên Kiển, Mỹ Đình giả 30 củ. 30 triệu. 30 triệu rồi ạ. Có ai hơn không ạ? 30 triệu, lần thứ nhất. Lần thứ hai. 70 triệu, 70 triệu, lần thứ nhất. 70 triệu, lần thứ hai. 300 triệu. 300 triệu rồi, 300 triệu rồi, lần thứ nhất. Lần thứ hai. Khoan, công an bộ quyết định 400 triệu. 400 triệu, 400 triệu, lần thứ nhất. 400 triệu lần thứ hai. 800 triệu. 800 triệu rồi. 800 triệu lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Xong rồi anh ơi. Xin chúc mừng, vậy là chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của lọ hoa cổ. Xin chúc mừng, đó chính là chị Béo. Chúc mừng. Chúng rồi. Chúng rồi. Em đây ạ.
kia là nhà của đạo diễn Nhu Đạo. Nhà nó còn giàu hơn cả nhà của nam tài tử Long. Vâng. Bây giờ thế này, tao đứng ở ngoài này cảnh giới, mày đột nhập vào trong xem có cái gì đáng giá, gọn nhẹ mang hết ra đây. Vâng. Mày là một thằng tố chất, nhưng vì mày chưa biết sử dụng tố chất của mày sao cho đúng cách, đây là cơ hội để mày khẳng định mình. Hành động. Em đi đây ạ. Đại ca ơi. Em lấy được rồi. Đây. Mày ngu vừa phải thôi chứ. Mày mang cái đống này ra đây để làm cái gì? Tao đã dặn mày rồi, mày phải kiếm cái thứ gì mà nó đáng giá, mà nó nặng đô hơn một tí, hiểu không? Em hiểu ạ. Em đi ạ. Đại ca, em tìm được cái nặng đô rồi ạ. Vợ con Nhu Đạo nó ăn quét sân nên bốc nó ra đấy. Nặng quá. Đẹp quá. Đại ca ơi. Đại ca ơi. Đại ca ơi. Dạ, em mày đây ạ. Mày có nghe tín hiệu của tao không? Em có ạ. Mày đang ở đâu? Em đang ở bên cạnh đại ca. Tao đã lấy được hàng rồi. Ui, ui, giống thế. Cơm lam à đại ca? Điên này. Đây là bom. Bom hẹn giờ. Chứ đại ca định giao cái này cho em à? Tao không dở hơi nhé. Tao mà tin tưởng mày thêm một lần nữa thì khán giả bảo tao là thằng ngu. Thế bây giờ đại ca muốn gì nhỉ? Anh em mình sẽ đặt bom ngay tại vị trí này. Đúng 15 phút nữa bom sẽ nổ. Vâng. Nhưng bây giờ tao bị thương rồi, tao muốn nghỉ mấy phút. Dạ được ạ. Đúng 10 phút nữa mày phải gọi tao dậy để anh em mình cùng chạy, nghe chưa? Vâng ạ. Đến giờ chưa? Quá nửa tiếng rồi đại ca. Sao mày không gọi tao dậy? Thì em đang bận ăn thế này. Ui giời ơi, mày lấy đồ ăn ở đâu ra đấy? Mày đang cho, có cả rượu. Ai cho? Đây. Mọi người cứ túm tụm mà gọi tên anh em mình thì tức là của anh em mình còn gì? Nước mắt lên trời cao, giang tay kêu gào. Cho tôi ngày xưa ngày ngô, cho tôi niềm vui. Đạo diễn Nhu Đặng cho mình 30 giây để chào khán giả anh ạ. Bắt đầu chưa? Bắt đầu được 5 giây rồi. Thế mày nói luôn đi. À, xin chào khán giả. Thực ra thì mọi người Thôi mày để tao nói cho. À, sau khi mà series Siêu Trộm lên sóng thì có rất nhiều bạn comment tỏ ý là không muốn gặp chúng tôi nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định sẽ dừng series Siêu Trộm ngay từ tập ngày hôm nay. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Kem Show của chúng tôi. Xin chào và...